tỏi mỡ, đừng có mỡ cho thơm, để thịt vàng vô, rồi thử tỏi để vô mì cho nó thơm bung lên. Đó, thịt vô vào, vào cho nó săn thơm, rồi bắt đầu để xuống xào giá hẹ, xong rồi mì thì trụng, bắt đầu úp gia vị vào vô thịt xào mì. Hôm nay nhà mình là nấu món mì ăn tép. Mì gì mẹ? Mì mì trứng, mình xào mì nè, mì tép nè, mì trứng xào với gì đó tép, bỏ đôi lông củ vịt ra tép xào thơm quá. Thử cho nó thơm đó. Xào tép gian kèo tỏi củ vịt già, để miếng đường rồi một miếng muối, rồi một miếng bột ngọt, gia vị vô, rồi để miếng cà no vô xào, rồi các bạn coi chút xíu là chín liền, rồi đem ra trộn với mì, xào gia vị nè, bây giờ bỏ gốc hẹ vô trước nè, rồi mình xào chín gốc hẹ rồi nè, mình bỏ lá vô sau, lá vô sau xào rồi mới bỏ để giá vô. Giá vô rồi xào chín thêm xuống. Sao mình bỏ gốc vô trước vậy mẹ? Rồi mình xào chín rồi mình hẹ vô sau. Rồi mình cho cái gốc để vô sau. Khi xào là cái gốc hẹ vô trước. Nè, xào gia vị thịt tép. Phải gốc hẹ nó lâu chín hơn hả mẹ? Giang mè xào chín hết tất cả, bỏ gốc hẹ vô. Gốc hẹ vô xào rồi cái là giá của cái gốc. Mình xuống là mình trộn vô với mì nè. Mì trứng đó. Nè, các bạn coi gia vị rất ngon ghê không? Rất thơm béo. Khi mình xào là thử tỏi mỡ vô rồi vào vô gia vị để cho chín. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Nhà có 3-4 người à, mà làm một chảo mì luôn. Cái này ngon thế các bạn ơi. Đó, cái này gọi là làm chảo mì siêu to khổng lồ. Chín quá thì nó không ngon. Mình vừa chín thôi. Nhà bỏ đây. Màu quá đẹp luôn, màu quá đủ đẹp màu sắc trơn, trắng xanh đỏ. Tết làm món này ăn là hợp lý luôn các bạn. Này của cải gót nè, bỏ vào vô. À, không nhận bỏ củ, không nhận bỏ củ gót vô nhìn ngon nữa. Đẹp như thế không? Vừa thơm vừa ngon vừa ngọt mà vừa rất đẹp luôn. Ngò gí, hành, lá để vào vô, xào thơm ngon. Đó, làm này rồi là mình để hành lá nè, ngò gí để vô nha các bạn, là nó đủ gia vị nó mới ngon nha. Mình trộn miếng vô mè vô nè, cho mì nó bấm.
nó thịt ngon, đỡ khô à, nó không khô mì, dầu mè ăn sống được á. Ừ, dầu mè đừng trộn nhau ăn nha, trộn nhau là chết luôn. Để khi mình trộn cho đều lên, đều lên rồi bắt đầu mình để là gia vị vô. Mình nó khô hơn mà hồi mình cho rau vô là nó rau vô là nó bóng ngon lên này nè, dầu mè vô là nó bóng cái miếng mì nè, để cho nó thơm ngon nè. Mì trứng này làm vậy chứ nó cũng công trình lắm chứ không phải nó đơn giản mà ngon đâu nha. Rồi bắt đầu mình để gia vị vô nè. Mẹ có cần lấy bao tay không? Con lấy bao tay không? Không, không. Rồi đó xong rồi đó các bạn, rất ngon ghê không? Đó. Xong ngay. Đó. Rồi xong một món mì xào với trứng, mì xào rau, nói chung là mì trứng xào á. Cái này là mình làm theo nhà mì của mình trứng, ăn. Mì trứng xào, gia vị, thịt tim, gan, bếp.